Vô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp có thiền cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tỏ như là ngày nhập màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập, những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật viện 8. Bây giờ trong chúng hội có chư vị đời Đế Thích, Phạm Vương, Hộ Thế Thấy Ma Ba Tuần. Được thọ ký đạo quả Bồ Đề, tất cả đều sinh tâm cho là điều hết sức kỳ lạ, đặc biệt, khen ngợi và thưa. Bạch Thế Tôn, các ma đó ở nơi Phật đại khéo, nêu giảng về giải pháp giới luật. Tôi làm việc của ma, mà hãy còn gặp Đức Như Lai, là có phước đức và được thọ ký sẽ chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề, niết bàn lúc đáo. Bạch Thế Tôn, lẽ nào có hàng thiện nam thiện nữ là những người khéo dùng tính tâm đối với pháp Phật, mà chỗ phước nghiệp đạt được có thể so sánh, để biết đấy đều là cảnh giới của chư Phật, các hành thanh ma chú giá không thể suy lường được. Lúc đó Đức Phật bảo trời Đế Thích, Phạm Vương, Hộ Thế và chúng trời người, như là các ông đã nói, thật là thật chứ không hư dối, đó chính là cảnh giới của chư Phật Như Lai. Này thì nam, nói về tâm là pháp duyên sinh, ví như tấm vải lụa được nhuộm, có chỗ thấm màu và có chỗ thì không thấm màu. Tâm hành của chúng sinh cũng là như vậy, hoặc khởi phiền não, hoặc không khởi phiền não, hoặc có lợi căn hay độn căn, Như Lai đều tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp thích hợp để giáo hóa, khiến cho tất cả cùng được tỏ ngộ, thâm nhập nơi chánh pháp. Này thì nam, nói về phiền não thì không có nơi chốn, cũng không chỗ trụ, lại không tích tụ, từ chỗ hòa hợp thế giới thất ý, không đúng như lý mà sinh ra. Nếu quan sát đúng như lý thì tánh của tạp nhiễm là thanh tịnh, nhưng mật ý của Như Lai gọi là tà kiến. Nếu nhận biết đúng như thật, tức là chánh kiến, không phải là tà chánh, do nhận thức vượt qua chỗ thật có nơi hiện tại, nên với tà kiến và chánh kiến nhận biết rõ về mình, không sinh chấp giữ, thì gọi là hội nhập vào niệm chánh kiến. Này thì nam, phiền não như lớp da, sự thanh tịnh là tánh, do bị ngăn che nên trí tuệ không có hiệu lực, vì thế không thấy được bản tánh thanh tịnh, lại nữa có sự phân biệt gọi là phiền não. Không phân biệt gọi là tánh thanh tịnh. Này thì nên với như đại địa, nuôi vào nước mà trụ, nước nuôi vào gió mà trụ, gió dựa vào hư không mà trụ, đó là cái không trong bốn giới, không có chỗ nương tựa, do hư không ấy không hủy hoại, không lan động, nên không có chỗ tích tụ, do không có chỗ tích tụ nên trụ nơi chẳng sinh diệt, tương ưng với tự tánh, vì thế ba cõi chẳng tồn tại lâu dài, là vô thường biến đổi, chẳng phải là cảnh giới hư không. Như vậy uẩn xứ giới dựa vào nghiệp phiền não mà trụ, nghiệp phiền não dựa vào tác ý không đúng như lý mà trụ. Tác ý không đúng như lý thì dựa vào nơi tự tánh của tâm thanh tịnh mà trụ. Tâm thanh tịnh này không bị phiền não của khách trần làm cho cấu nhiễm. Tác ý không đúng như lý, nghiệp phiền não uẩn xứ giới hiện có, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà có. Nếu thiếu nhân duyên thì không sinh khởi. Tánh thanh tịnh ấy thì không có nhân duyên, không có hòa hợp, chẳng có sinh diệt, tánh như hư không. Tác ý không đúng như lý thì như gió, nghiệp phiền não như nước, uẩn xứ giới như đất. Do đó tất cả pháp đều không bền chắc, nguồn gốc không trụ, xưa nay đã thanh tịnh, nay thì nam. Đó gọi là pháp môn quang minh của tự tánh thanh tịnh. Bồ Tát đã chứng nhập nơi pháp môn này nên không bị các thứ câu ế của phiền não làm ô nhiễm, cũng không suy nghĩ phân biệt về pháp thanh tịnh này. Như không suy nghĩ phân biệt nên dứt bạc tất cả mọi sự tìm cầu, quan sát duyên giữa, chứng được tánh thanh tịnh. Vì chứng được tánh thanh tịnh nên vượt hơn cảnh giới của ma, nhờ vượt hơn cảnh giới của ma nên được an trụ vào cảnh giới của Phật, nhờ an trụ vào cảnh giới của Phật nên vượt hơn cảnh giới của chúng sinh, hội nhập vào pháp giới bất động. Do hội nhập vào pháp giới thanh tịnh bất động nên nhập vào cảnh giới bình đẳng không sai khác, đó gọi là đạt được trí nhất thiết trí. Khi Đức Phật giảng nói pháp này thì có vô lượng Bồ Tát đều xa lìa mọi sự trói buộc câu ế của chướng nơi nghiệp phiền não, chứng được pháp nhẫn vô sinh. Bây giờ ông Bồ Tát Thất Lợi Cúc Đa ở trong đại chúng liền thưa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy,
con kính đảnh lễ nơi chân Phật thưa. Bà Thế Tôn, nếu con từ nơi Phật được nghe pháp môn thanh tịnh giải thoát này, tức thì dứt hết mọi nghi ngờ. Vì sao? Vì từ xưa con đã từng bày ra hầm lửa lớn và trộn chất độc vào thức ăn, khởi tâm muốn làm tổn hại Đức Như Lai. Nhưng ai đức của Đức Thế Tôn không hề bị tổn tổn. Đức Phật đã bị con mà thuyết giảng chánh pháp. Con tuy ít tin theo, tâm còn nghi ngờ, nhưng đã sinh lòng hối hận. Nơi ở trước Phật lại được nghe kinh điển sâu xa này, lưới nghi đều tiêu trừ, tâm không còn lo sợ được ánh sáng của giáo pháp, liền phát tâm bồ đề còn đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, nay con được gọi là người đạt lợi ích thù thắng lớn. Lúc đó Đức Phật khen ngợi trụ giả thất lợi cốt đá. Lành thay này thì nam, nay ông được nghe Như Lai thuyết giảng giáo pháp, nên sinh khởi niềm tin thanh tịnh. Do nhân duyên này, nên đối với chư Phật hiện có ở hiện kiếp, ông nên phụng sự cung kính cúng dường ở chỗ các Đức Phật đó, rộng tu phạm hạnh hồi trì chánh pháp. Đã qua 700 vạn a tăng kỳ kiếp, sẽ thành Phật hiệu là Ly Nhất Thiết Triền, gồm đủ 10 tôn hiệu như là Ứng Cúc Giới Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thế Nhân Sư Phật Thế Tôn. Khi Bồ Tát Thất Lợi Quốc Đa nghe Phật thật cái cho mình đạo quả cho Thượng Bồ Đề thì rất vui mừng, cho là đạt được điều chưa từng có. Liền cởi sau chuỗi anh lạc quý đang đeo nơi thân, tôn trải lên cho Phật thưa. Bà Thế Tôn, nếu con nơi ở trong nhà con có 4 kho lớn chứa đầy các thứ vật báu, con sẽ đem kho thứ nhất cấp cho đám vợ con, kẻ hầu hạ cho binh lính. Kho thứ hai thì đem cho những người nghèo cùng, khốn khổ cô độc hành khất. Kho thứ ba thì xin đem cúng dường cho tất cả tỳ kheo vãng lai và tăng chúng bốn phương. Kho báu lớn thứ tư thì xin dâng cúng Như Lai và các bậc tỳ kheo thượng thủ. Nguyện xin Đức Thế Tôn làm cho con sớm được thành tựu công đức bố thí, không còn trụ nơi tướng. Nếu con muốn ở trong giáo pháp của Đức Như Lai, được xuất gia tọa giới, tu tập phạm hạnh, khéo giảng nói với luật. Đức Thế Tôn liền chấp thuận. Lúc đó, Vua Bồ Tát Thất Lợi Cúc Đa được xuất gia tại giới Cục Túc. Bây giờ, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng lại thưa Phật. Bà Thế Tôn, Như Lai ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu hành tích tập công đức, chứng được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác rất khó chứng đắc. Sau khi Như Lai diệt độ, ai sẽ là người phụng trì giáo pháp ấy? Lúc này trong chúng hội có 60 ức đại Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay lễ Phật cùng nhau nói kệ: Như Lai diệt độ rồi, chúng ta đều phải nên không luyến tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp Phật, bỏ tất cả danh lợi, xa lìa các quyến thuộc, không bỏ chánh pháp ấy để đạt trí Phật. Dạ bài bị mắng nhiệt, lời nói ác, thô lỗ, do hộ trì chánh pháp như thế đều nhẫn được, khinh đệ mà đùi bỡn, phỉ báng không khen ngợi, như thế thảy đều nhẫn, vì để giữ kinh này, các tỳ kheo đời sau cùng nhau cầu danh lợi, nếu làm bạn với ma, gây chướng ngại nơi pháp, người hủy giới phá giới, gần gũi với thế tục do tham đắm cúng dường, không chuyên cầu chánh pháp. Thích học tập ngoại đạo, không hiểu biết kiêu ngạo, tự đề cao chính mình, quá nhiều người thanh tịnh, xà bỏ chúng phán lạnh, ưa nói lời tổn hại, ham học chú thuật ác, chấp giữ nơi thân kiến, muốn biết việc chúng tăng, tạo chướng ngại cho tăng, bỏ thiền định tụng tập, làm cái việc thế gian, thường mong cầu lợi dưỡng, không thích giới đa văn, tuy thực hành bố thí, tâm thường bị tạp nhiễm, chấp vô số tướng ngã, chỉ nhớ việc khất thực. Muốn đến nhà bạch y, luận bàn chuyện thế tục, diệt đồng án thế gian, trao đổi và mua bán, ưa làm việc như vậy. Tự xưng là sa môn, tam đắm nơi các cõi, chấp chặt các tà kiến, nghe thuyết pháp chân không, sợ như vào vực sâu, không tin có nghiệp quả, cho chẳng có đời sau, cho nói lời dối trá, phi pháp nói là pháp. Tỳ kheo trong đời ác, sức tự tại như vua, ở đời mạt pháp này, ta hộ trì chánh pháp, đối với các kinh điển không cầu cũng không đọc, tự thấy mình là thầy, cùng làm việc quấy trái, mọi kinh điển sâu xa cùng tương ứng giải thoát, đối chánh pháp như vậy đều không thích thuyết giảng, ưa luận bàn việc đời, khen ngợi là hiếm có, như những người ác như thế, chẳng lâu diệt chánh pháp, kinh hết mực vi diệu, văn nghĩa đều rõ ràng, lúc ở đời ác ấy, tại đều bị hoại diệt, vua phi pháp vô đạo, muôn dân đều trốn tránh. Nơi đại ác như thế, tất cả đều sợ hãi.
Chúng ta cùng có thể ở đời mạt pháp ấy giữ gìn lời Phật dạy là chánh pháp vô thượng, ban lòng thương chúng sinh dù phá hoại chánh pháp cũng khởi tâm thương xót do gìn giữ kinh này. Nếu có người trì giới sinh khởi tâm tham ái, ta đem lòng thương xót phương tiện khiến xả bỏ. Nếu thấy người tâm ác hãy bán chánh pháp Phật, vì họ khởi tâm từ khiến thấy ta vui vẻ. Tùy năng lực giúp người không thêm lời câu ác, cũng không nói lời dữ, người đó sẽ an trụ. Lại dùng bốn giới pháp thành tựu những người đó, khiến họ được kính tin, biết rõ lỗi hư dối. Ta bỏ trốn ồn náo ở nơi chùa vắng lặng, không tiếp xúc việc đời, giống như nơi tự tại, ít cầu và biết đủ, tu hành bốn thánh chủng, giữ giới hành đầu đà, đủ thiền định trí tuệ. Ta tu không gián đoạn, nhu hòa được giải thoát. Nếu đi vào làng xóm sẽ nói pháp vi diệu. Nếu có người cầu pháp ở chỗ xa vắng vẻ, thanh tịnh tự tu trì, an trụ nơi pháp lạc. Nếu người ở trước mặt tạo nên các lỗi lầm, ta vì lợi chúng sinh nên tự quán thân hành. Trụ pháp thường tĩnh lặng, cung kính không cung kính, an định như tu di, không diệt pháp thế gian. Ta sẽ làm đạo sư, tỳ kheo hủy phá giới, lời dùng thêm lời ác. Quán mình phải thọ nghiệp, không khởi tâm báo thù, chẳng nghĩ hại người khác. Điều đó ta chẳng làm, thường trụ nơi chánh pháp. Ta là bậc sa môn, họ chẳng hành sa môn. Nghe ta nêu chỉ dẫn, thầy hủy bán kinh điển, hoặc cắt bỏ tai mũi cũng không muốn gặp ta. Nếu thật nghe khuyên bảo, liền phỉ bán chánh pháp. Các tỳ kheo đời sau, người tỏ trì pháp Phật, vì họ tạo ngăn ngại, không khí nghe chánh pháp. Đến vua nói ly gián, phá hoại trong đại chúng, chúng ta nương lực Phật, nay được nghe pháp này, nên ở đời ác kia, ta sẽ bỏ thân mạng để hộ trì chánh pháp, làm lợi ích chúng sinh. Trước biết người ưa thích, sao mới dùng lời nói, rất sợ hãi đời sau, trụ hạnh chân thật ấy. Con hỏi đấng pháp vương, vì mắt sáng cho đời, nhờ thọ trì cánh này được bao nhiêu phước đức. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Hư Không Tạng và các đại Bồ Tát thì nam với như một thế giới ở phương đông chia làm 10 tam thiên đại thiên thế giới, các phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng là như vậy, mà mỗi phương ấy lại chia làm 10 tam thiên đại thiên thế giới. Đem số lượng thế giới ấy nghiền nát thành hạt bụi, là dùng một hạt bụi làm thành một thế giới. Nếu có ở 10 người ở phương đông đi qua từng ấy thế giới phi tròn đó, tả xuống một hạt bụi, người đó lại đi về phương đông đi qua bao nhiêu thế giới vô số ấy, là thả xuống một hạt bụi nữa. Như vậy lần lượt trải hết gần ấy số hạt bụi, số thế giới chư Phật ở phương đông thật không có giới hạn. Các người các phương nam tây bắc bốn hướng và trên dưới cũng là như vậy. Này thiện nam, ý ông nghĩ sao? 10 phương thế giới như vậy, số vi tròn được thả xuống đó ông nhận biết được chăng? Mà Thế Tôn không thể biết được, số thế giới vi tròn ấy chỉ có Đức Như Lai dùng trí vô ngại mới biết rõ, còn người khác thì chẳng thể nhận biết được. Phật bảo này thì nam, các thế giới ấy hoặc chỗ thả vi tròn hoặc chỗ không thả xuống, hết thể số thế giới đó đem xây tường vách bao quanh thành lớn, trên cao đến trời hậu đảnh giới tận cùng đáy nước, trong thành đó chứa đầy hạt cải, lấy một hạt cải làm thành một thế giới Phật. Ý ông nghĩ sao? Số hạt cải làm thế giới đó có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo thiền nam, số hạt cải mà số thế giới như vậy ta nhận biết đến gấp trăm gấp ngàn lần số đó, cho đến có thể biết tới các loại khẩn ca la di vị la a xúc bà. Nếu có thiền nam thì nữa nào cầu đạo quả bồ đề, đem bảy thứ báu có đầy khắp nơi số thế giới như trên, mà cho người trụ ở pháp công đức nhiều như số lượng hạt cải và cung kính cúng dường cho Phật Bồ Tát, thì được công đức rất là nhiều. Nếu lại có người nghe kinh điển hết sức vi diệu này, có thể phát khởi lòng tin thanh tịnh, những thanh tịnh từ chỗ phước đức đạt được hơn hẳn phần phước đức trước. Hoặc lại có người thực hành việc bố thí rộng lớn, đem số lượng cho máu nhiều như hạt cải đã nêu trên để bố thí. Nếu lại có người được nghe kinh này, đối với chúng sinh khởi tâm vô ngại, trụ nơi nhẫn nhu hòa, như trong khoảnh khắc đi trên bảy bước buộc niệm để suy nghĩ, thì chỗ phước đức có được nhiều hơn hẳn phước đức nêu trước. Hoặc có người tu tập các phước thế phước đức
thần tượng quý vị của bậc Thiên Chủ, Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Chuyển Luân Thánh Vương, số đó nhiều như số lượng hạt cải đã nêu. Là có người tọa trì cảnh này có thể nhận biết về vô thường, khổ không vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Biết được như vậy rồi, đối với chúng sinh liền khởi tâm đại bi, làm cho họ không bị mất hạt giống tam bảo. Phát tâm cầu đạo quả vô thượng bồ đề thì phước đức người ấy nhiều hơn hẳn phước đức nêu trước. Lúc đó Bồ Tát Đại Hư Không Tạng thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Như Lai gia hộ cho kinh này về đời mạt pháp về sau ở châu nơi châu Thiện Bộ được lưu truyền rộng khắp. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Này Thiện Nam, ta đã đem pháp này giao phó cho bốn thiên vương. Vì sao? Vì bốn thiên vương này luôn hộ trì thế giới, khiến cho pháp ấy được lưu truyền rộng rãi và trụ lâu ở đời. Nay ta dùng thần chú vi diệu này để gia hộ cho bốn đại thiên vương. Đức Thế Tôn liền nói chú: Đát nhĩ giả, tha độ độ lê, tha địa lê trì phạ, phạ nhã, để trì phạ, nhẹ lăng già, lê a, mặt đát nhĩ, xả mê xả ma, bát đẻ, phiến đẻ mực khê nẻ, ngã la ha, bát ngật xoa, đa a nổ. Na la nổ, na la vĩ, ngã ma ta ma, bát địa ba tha, thâu địa bát, tha nô ngã, ma bát tha, thâu địa bát la, chỉ nương, mục khê a lý giả, câu la bồ, đa lạc ngật sái, a nể nê sái giá, minh nê xá giá, đa ma xá, giá đà, đát bá xá giá, một đà, bá na đạt ma nô, tán địa a lý giả, ngã nã nộ, ngã na a na lý giả, nhĩ già đa, nhĩ lô sát ra, bác la, ta đà, minh y thấp phạ, la bá na lỗ, ca thác chỉ, đát lị, ngật lý, đa a nô, lan ngật xa, diễn đồ y mãn, đạt ma tán địa đa, bà nhã đô, nể lỗ ngật đề, niết na thế bát la, để lộ ngật sái, đổ đạt ma đà lý đề. Khi ấy bốn đại thiên vương nhờ sự giáo hộ của thần chú đã đều rung sợ, lông tóc dựng đứng, đi đến chỗ Phật nơi lễ nơi chân và thưa: Bạch Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con hết lòng chữa gìn và sẽ khiến cho kênh này được trụ lâu trong thế gian. Ở đời vị lai, chúng con có thể hộ cho nơi chốn lưu truyền kinh ấy. Khi các vị trời thần, lòng giả xoa, kẻ tác bà Atula Ca Lâu La, dù không thích pháp này, cũng không thể gây chướng ngại được. Nếu có thiện nam, thiện thần đã ưa thích pháp này, thì sẽ khiến cho tâm vị ấy được an tịnh. Nếu ở trong chúng hội, có vị pháp sư thuyết pháp, quên mất công nghĩa, thì giúp cho vị ấy nhớ lại, được trí tuệ hiểu biết, tăng trưởng biện tài. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tứ Thiên Vương: lành thay, các ông đều là con của Như Lai, từ pháp hóa sinh, được Như Lai khích lệ để hộ trì chánh pháp. Do nhân duyên của công đức ấy, nên được làm Tứ Thiên Vương, vượt hẳn thế gian, mau chứng được đạo quả. Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: Này Thiện Nam, nay ta cũng nói thần chú giá trì cho đời trời Đế Tích, khi kinh này được trụ lâu ảnh nơi đời. Đức Thế Tôn liền nói: Thần chú, đáng nể giả, tha thâu đệ thâu bà, mạc đệ thâu bà, vị dữ hệ na nại lê na lý nải độ lý nải nạp mê xả mê ô ba xả mê quật phệ điểu khâu lê a tô mục khe đà la ni a na a la nải luân thâu lô xá bà tinh đẻ a bệ nê bệ na tán địa ta mê tam ma phà đẻ tam ma la thấp di a thế hộ hô hề hề khâu lư khâu Lê A Na Đệ Yết La Minh Đệ Phạ Lạc Ngật Sái Ma Tinh Đệ Ma Ha Phạ Bà Ta Bát La Bệ A Sa Đổ Xá Yết Lư Nê Phạ Nạn Mẫn Nại La Na La Na Nại Xá Đa Na Dạ Na Phạ La Ma Cự Tra Đạt La Y Xá Phạ Lỗ Mạc Lỗ Nại Bà Phạ Na Nể Phạ Tư Ta Phạ. Bây giờ trời đã thích nghe thần chú rồi thì vô cùng vui mừng. Nhìn thấy cung điện của mình tất cả đều chấn động, liền cùng với trăm ngàn quyến thuộc trước sau bay qua đi đến chỗ Phật đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn rồi thưa: Bạch Thế Tôn, chỉ thì chúng con xin sẽ hết lòng hộ trì cái này ở cho thiện bộ sẽ bổ dương khắp chốn, giúp cho mọi người đều được tu hành.
Nếu các vị pháp sư tọa trì kênh này thì chúng con và các quyến thuộc sẽ cùng nhau dốc sức ủng hộ, khi dứt mọi lo nghĩ, được an vui, sinh niềm tin thanh tịnh. Những người tọa trì kênh ấy đều được thành tựu, dùng pháp để trang nghiêm. Chúc có các vị pháp sư thuyết giảng kênh ở đô thành, hoặc ở nơi hoặc ở các thôn xóm làng xã thì con sẽ sai bảo đám quyến thuộc cùng nhau đến hộ trì cho các vị ấy. Nếu có người khinh chê dục mà pháp sư đó thì con sẽ khiến họ phát tâm thanh tịnh, và có các thứ ma tạo chướng ngại thì con sẽ hiện bày uy lực khiến các ma phải tránh xa, không được tùy tiện quấy phá. Lúc đó Đức Phật bảo trời Đế Thích: lành thay Kiều Tỳ Ca, ông sẽ đạt được mọi thứ tự tại trong cõi trời. Em trụ nơi pháp tự tại, ở chỗ của tất cả Phật hộ trì chánh pháp đều có thể gầm lên tiếng gầm của sư tử. Vì sao? Vì trời Đế Thích có khả năng thọ trì chánh pháp của Phật, đối với chánh pháp của chư Phật nơi ba đời, dạng nó đều có thể giữ gìn. Thế Tôn lại bảo: Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, này Thiện Nam, Như Lai vì Đại Phạm Thiên Vương là chủ của thế giới Ta Bà này, mà nói thần chú với đầy đủ oai đức và diệu nghĩa. Nhờ thần chú ấy nên Đại Phạm Thiên Vương sẽ hộ trì kênh này. Đức Thế Tôn liền nói chúng: Đát nhĩ giả, tha mổ đát lý, thân bà mỗi đát lý, đạt ma mẫu đát lý, mỗi đát lý, giả nộ ta tứ đề ta ma mỗi đát lý, sang địa mỗi đát lý, a nổ ngạ ma mỗi đát lý, a nổ la ngật xoa mỗi đát lý, a nổ độ la mỗi đát lý, tát đinh na mỗi đát lý, đạt ma mỗi đát lý, a nổ tát la tha mỗi đát lý, a vị tát la đệ ta la mỗi đát lý, ốt lư ca na mỗi đát lý, vĩ lư ca na mỗi đát lý, mỗi dạ nổ mạ nga ma mỗi đát lý, một đà địa sắc trạch na mỗi đát lý, a nổ la ngật xoa mỗi đát lý, ma bát la đệ lạc ngật xoa nọa mỗi đát lý, mẫu ngật xoa mỗi đát lý, a na nổ lý lư đà vĩ lư đà mỗi đát lý, Adamo mỗi đắc lý, một la hạ ma bá tha mỗi đắc lý, dạ la lăng ca la mỗi đắc lý, đắc tạ nổ sa địa ca lơ na mỗi đắc lý, đắc tạ nổ sang địa bộ nhĩ đa mỗi đắc lý, đắc tạ nổ sang địa diệu bế ngực xoa mỗi đắc lý, một la hạ ma bát địa nổ ngạ ma na ma đa na mỗi đắc lý, chất đô nhị vị lý và mỗi đắc lý, a nộ ta la nọ mỗi đắc lý, nhị ta để la nọ mỗi đắc lý, tác phạ đắc la nọ ngạ mana mỗi đắc lý, a tác sa mạc la hàm môn ốt tất lợi dạ na tố đại vị mật dụ đệ sắc tra ta phạ ta phạ ta ba đề nhị sắc yết la ma ma ha vĩ ma nan vĩ giả phà lỗ ca gia nhiễm mạc nhĩ vĩ băng câu lư khắp phạ đạt ma lạc ngọc xoa ma đệ yết la di một đà địa sắc tra nam. Lúc này Đại Phạm Thiên Vương là chủ của thế giới Ta Bà ở nơi cảnh giới của mình, như thần chú gia trì cùng tâm từ bi và diệu lực tu hai thần của Phật đã dùng theo nhã nghe chú rồi liền dùng với 66 vạn phạm chúng đi đến chùa Phật, đồng mặt lễ nơi chân Phật, lui ra ngồi sang một bên thưa Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con nhờ diệu lực gia trì từ nơi tâm đại từ đại bi của Phật khiến cho chúng con được tham dự vào việc hộ trì kênh này. Đó là vị la của các vị phạm pháp sư đối với kênh địa bí mật rất sâu xa này hết lòng thọ giữ độc tụng cho đến biên chép đẹp phụng trì cúng dường. Và vị pháp sư ấy ở nơi thanh vắng, ở chỗ ngã tư đường, ở các thôn ấp làng xóm đô thành trước giảng kênh này, thì chúng con sẽ cùng nhau ủng hộ dùng ý lực của mình để thâu giữ khiến cho vị luôn được tinh tấn, niềm tuệ biện tài được tăng trưởng. Với người không tin sẽ làm cho họ cái niềm tin, người có lòng tin thanh tịnh thì sẽ khiến an trụ vào chánh hạnh. Bà Thế Tôn là chúng con đối với mắt của chánh pháp, và Đức Như Lai đại thuyết giảng đều cùng nhau dốc sức phụng trì khiến được lưu hành khắp nơi. Khi đó Thế Tôn bảo Đại Phạm Thiên Vương: lành thay Đại Phạm Thiên Vương, Đại Như Lai tùy hỷ về việc các ông đã hộ trì chánh pháp. Phạm Vương, ông chẳng bao lâu nữa sẽ an tọa nơi đạo tràng, chỉ bắt luôn như ta ngày nay không khác. Hiện tại ông ủng hộ kênh này, còn các vị Phạm Thiên khác ở đời vị lai sẽ hộ trì chánh pháp cũng đều như vậy. Bây giờ Đức Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Như Lai sẽ đem pháp vô thượng chánh đẳng bồ đề ít có này
để tích tập từ vô lượng vô số kiếp phó chúc cho ông cho đến nhằm để báo ân Phật thì phải hộ trì, đọc tụng và nói cho người khác, cũng làm viên bản chủ nguyện cầu của mình, giúp cho chúng sinh tăng trưởng căn lành, tại phương tiện cho các Bồ Tát giữ gìn ánh sáng của Pháp, thu phục các thứ ma ngoại đạo là hộ trì chánh Pháp khiến cho hạt giống tam bảo không bị đoạn mất. Bồ Tát Thường Thị bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở đời hiện tại Bà Số Khai Như Lai nhập Niết Bàn, con sẽ xin giữ gìn tạng Pháp này. Vì sao? Vì con cũng đã từng ở quá khứ hộ trì chánh Pháp ấy. Bạch Thế Tôn, con tuy ở cõi trời đấu xuất, nhưng đối với các kênh này luôn tăng thêm sự giữ gìn khiến được trụ lâu ở đời. Bạch Thế Tôn, vào đời vị lai đã có người nào đối với kênh này nghe rồi thọ trì biên chép đọc tụng như pháp tu tập vì người khác mà giảng nói thì nên biết đó đó đều là do ai lực hộ trì của con. Thưa Thế Tôn, lúc ấy đâu có các ma phải bè nhóm của chúng, con không thể làm chướng ngại đến sự thành tựu các lành của con. Cho dù chỉ một mảy may, nếu ở trong thanh thiên đại thiên thế giới, tất cả chúng sinh thể đều là ma hoặc là quyến thuộc của chúng, thì đối với những căn lành đã thành tựu của con, dù chỉ một phần nhỏ phước trí cũng không thể cản trở được. Huống hồ là đối với pháp bồ đề vô thượng của Như Lai là tiếp tục trong vô lượng tăng kỳ kiếp mà có thể gây chướng ngại. Khi đó Thế Tôn bảo Bồ Tát Thừa Thị, lành thay này thì nam có bốn pháp mà Bồ Tát phải thực hành. Những gì là bốn pháp? Đó là phá trừ ma phiền não, diệt bỏ mọi cái chấp của ngoại đạo, thành tựu đầy đủ cho các chúng sinh, hồi trì chánh pháp. Này thiền nam, đó là bốn pháp Bồ Tát phải thực hành. Bốn pháp này lấy một hành để tu giữ. Thế nào là một hành? Đó là hồi trì chánh pháp. Lúc này Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca Diếp là Đức A Nan, Như Lai đem kinh này phó chúc cho các ông phải tọa trì cái đấy và giảng nói rộng khắp cho người khác. Tôn giả Đại Ca Diếp thưa, mà Thế Tôn, con sẽ tùy theo năng lực đối với pháp bồ đề vô thượng của Như Lai dốc sức giữ gìn, giảng thuyết rộng cho người khác. Đại Đức A Nan cũng thưa, mà Thế Tôn, con sẽ thọ trì chánh pháp cũng như vậy. Vào đời vị lai, những ái lực của Phật kinh này được lưu truyền rộng rãi, không để đoạn mất. Bây giờ Đại Bồ Tát Phước Trang Nghiêm từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay thưa, mà Thế Tôn, kinh này như thế là Như Lai đã thuyết giảng, thật hết sức sâu xa ít có, dứt trừ mọi lưỡi nghi, diệu nghĩa tối thắng, khó gặp có toàn ngộ là tánh tương ứng của đệ nhất nghĩa không. Dùng giới định tuệ đại trang nghiêm hiện bày rõ và sự giải thoát. Tịch tịnh không có nhiễm là cảnh giới được nhận biết của các bậc trí. Tất cả chư Phật đều tán thán, cũng là vua trong các kinh, dùng ấn chú để ấn chứng, khiến người tọa trì được thành tựu biện tài của ngài, tăng trưởng trí tuệ kiên cố không thoái chuyển, phá trừ các ma oán có bề những kẻ dị học phá hoại, có thể dẹp trừ điều ác, tăng hợp hạnh đầu đà, không tâm đắm nơi công đức, đó là an trụ nơi chánh pháp. Do công đức về xả vô cùng lớn lao như thế, làm phát sinh vô lượng pháp và trí của chư Phật. Nếu các thiện nam thì nữ nào có thể tọa trì độc tụng kinh này, diệu tâm suy nghĩ, giải nói rõ cho người khác, biên chép cúng dường, quan sát kỹ lưỡng, tác ý đúng như lý, tương ân theo chánh hạnh thì được bao nhiêu phước đức. Đức Thế Tôn dùng kệ bảo Đại Bồ Tát Phước Trang Nghiêm, ta dùng Phật nhãn nhìn mười phương, thấy các cõi rộng lớn vô biên, trong ấy chứa đầy bảy tư báu, đều đang cúng dường các Bồ Tát. Người nào thọ trì kinh điển này, như lời Phật dạy không chấp giữ, hay độc tụng và nói cho người, công đức ấy vượt hẳn hơn trước, hương thơm hoa đẹp và lộng tán, y phục gấm vóc cùng cờ phướng, chỗ này biến khắp thế giới kia, cúng dường cho Phật và Bồ Tát. Ở đời sau khi chánh pháp diệt, người nào thọ trì kinh điển này, như lời tu tập không muốn lung, đạt được phước đức vượt hơn trước, biển cả trong mười phương thế giới, tại đời chỗ này vô số đầu, dầu, ngọn đèn cao như núi Tu Chi, được thắp cúng dường nơi tháp Phật. Họ đến lúc chánh pháp diệt tận, tất cả thế gian đều tối tâm, thắp lên ngọn đuốc chánh pháp ấy sẽ được công đức gấp bội trước. Đối với vô lượng bậc đạo sư phụng sự trải qua ức ngàn kiếp, dùng nhiều Phật quý đã cúng dường xin cầu đạo bồ đề tối thắng, vì báo ân sâu của Như Lai, hồ đề tam bảo khiến mãi trụ, chúng sinh an trụ nơi pháp Phật, thọ trì cái này phước hơn trước. Dùng Phật nhãn quán các hữu tình đạt ngôi vị Phạm Vương Đế Tích, nếu có người hành trì kinh này được phước lớn thù thắng hơn trước. Khi chúng sinh chứng A-la-hán có thể thành tựu thừa duyên giác, nếu ai hay phát tâm bồ đề tọa trì kinh này phước hơn trước. Như phước của kinh đều là sắc, tận cả hư không không thể chứa, chỉ trừ nhất thiết trí của Phật, phước thù thắng này không thể rõ. Nếu ở vô số trăm ngàn kiếp tọa trì kinh Như Lai đã thuyết, công đức có được không thể lượng, giống như mười phương không bờ bến. Khi Bồ Tát Phật Trang Nghiêm nghe Đức Phật nói về sự hộ trì cái này, được công đức không thể tính lượng, tôi rất vui mừng liền thưa. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh ở đời vị lai nếu có người không thể tọa trì cái này,
Thế nên biết người ấy đã bị rơi vào cảnh giới của ma. Bạch Thế Tôn, có xem xét việc hộ trì các kênh khác, chỗ căn lành đạt được thì giống như hạt cải. Nếu người nào giữ gìn kinh pháp này thì sẽ được công đức rộng lớn như hư không khắp mười phương, không cùng tận, không thể nêu ví dụ được. Bạch Thế Tôn, để con mặc áo giáp dũng mãnh, thà bỏ thân mạng để hộ trì kinh này, không vì tham tiếc để cầu lợi cho mình, mà chỉ cầu cho tất cả chúng sinh đều được an lạc. Khi giảng nói pháp này, do diệu lực từ phước đức của Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nên hiện bày khắp vô lượng hằng hà cõi Phật trong mười phương. Bồ Tát Hư Không Tạng dạy cho luôn các chúng Bồ Tát kia từ nơi hư không mưa xuống các thứ hoa để cúng dường chư Phật. Trong không trung có tiếng khen ngợi, lành thay, chỉ có Bồ Tát Đại Hư Không Tạng mới có thể thực hiện được Phật sự rộng lớn ấy. Cho đến ở nơi pháp đại tập tụ thắng trang nghiêm này cũng có thể đem giáo hóa cho chúng sinh nơi đời vị lai, tạo mọi trang nghiêm cho chánh pháp, khiến họ không mất tâm bồ đề, đối với kinh đều hết lòng thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết. Bây giờ Đức Thế Tôn vì muốn phó chúc kinh này nên thể hiện diệu lực thần tông, từ nơi thân phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng cõi Phật trong mười phương, tất cả thể đều chấn động, có vô lượng vô số chúng sinh phát tâm bồ đề còn đạo quả chưa thượng chánh đẳng chánh giác. Có vô lượng hữu tình đạt được pháp nhẫn vô sinh là có vô lượng chúng sinh tâm đạt giải thoát. Có vô lượng chúng sinh được pháp nhẫn thanh tịnh, có vô lượng hữu tình sẽ lại các thứ tham nhiễm, lại có vô lượng chúng sinh đạt được phước đức vượt hơn trời người. Nhân đó được thấy Phật, tất cả đại chúng đều sinh tâm tùy hỷ. Phật thuyết giảng kinh này xong, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, tôn giả Đại Ca Diếp, Đại Đức A Nan, vua Đại Phạm Thiên là chủ thế giới Ta Bà, Ta Đà Hoàng Nhân, Tứ Thiên Vương, cả chúng tỳ kheo và đại Bồ Tát, tám bộ chúng trời rồng Atula Càn Thất Bà, tất cả chúng hội nghe Phật giảng nói đều rất hoan hỷ, tinh thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.